Theo yêu cầu của các bạn, hôm nay mình tiếp tục đột nhập showroom cúp shop các bạn, là một trong hệ thống cúp bao gồm cúp shop và cúp house chuyên phân phối và mang nhập về những mẫu xe thuộc hàng độc các bạn, mà đáng thuộc limited edition, đáng sưu tầm nha. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu với bạn Super Cup 50 với lại Super Cup 110 nhập Nhật đang có ưu đãi rất là hay nha, rất là nhiều nhiều quà tặng luôn, rất xứng đáng để các bạn sở hữu ngay bây giờ. Và đặc biệt là cái lần này là đợt hàng này về là rất đặc biệt cho bạn, chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu. Thì đầu tiên mình cho các bạn xem qua một cái góc gọi là accessory, đồ chơi phụ kiện chính hãng được cúp shop mang về thị trường Việt Nam nha. Anh em thấy đây nè, nó bao gồm thương hiệu H2C các bạn, cao cấp của Thái Lan hết, Kitaco, Koso, Revolution, Grab, rất là nhiều đồ chơi toàn nhập, toàn là hàng nhập các bạn, đáp ứng đầy đủ cho anh em mà sở hữu, đang có sở hữu cái mẫu như là Monkey ACT125 hoặc là ST125 Dash đây nè. Những mẫu Dash này mình đã giới thiệu luôn rồi, khi mà showroom vừa về là mình may mắn mình mượn xe giới thiệu chi tiết với các bạn, đặc biệt lấy con ST Dash 1978 này nè. Đó thì cũng đã được shop lên full đầy đồ chơi phụ kiện giao cho một khách hàng rất là chịu chơi nha các bạn. Họ lên gần như là đầy đủ đồ chơi hết, mấy món phụ kiện đồ full xe nhìn đẹp lắm, nhìn nó cứng cáp hơn, đặc biệt là cái lồng kính anh em nào chưa xem có thể xem lại nha. Ở đây theo mình thấy đầy đủ các bạn, gồm có ba ga, những cái chi tiết rồi chin si đồ này nọ rồi. Và đặc biệt là nếu xe các bạn màu nào các bạn có thể chọn theo cái màu đồ chơi dành cho màu xe các bạn, như màu vàng các bạn có thể lên full bộ màu vàng rất là đẹp nha. Và nếu anh em đã xem trước đây mình có giới thiệu cái mẫu mà Tamiya đó bạn, Dash Tamiya là Honda hợp tác với Tamiya và đã được shop lên full đồ chơi CNC mà được chọn màu xanh dương lên full xe nhìn nó khác liền các bạn, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Và đặc biệt hôm nay có gì, những mẫu này là có sẵn này nè, CT nè các bạn, một góc anh em đam mê mấy cái dòng mà gọi là mini bike hoặc là fun bike, những cái dòng CT này ha, vô đây phải nói là ghiền luôn đó. CT mà đây có CT mới luôn các bạn, CT 125 màu mới luôn, màu vàng nè. Và đặc biệt hôm nay có gì, đó là cúp các bạn, Super Cup 50 với 110 luôn, tất cả đều nhập Nhật, made in Japan luôn nha các bạn. Thì về cái độ chất, cái độ hoàn thiện của nó thì các bạn đã xem những cái clip trước đây của Moto Sài Gòn rồi. Mình có so sánh cái bài mà Super Cup 110 của Thái với lại của Nhật luôn nha, nó khác nhiều lắm. Nhìn những cái, đối với mấy hàng Nhật này nè, nhìn những cái độ hoàn thiện chi tiết của nó, anh em nhìn vô thấy nó khác liền, nhìn nó chất, nhìn là thích mắt liền các bạn. Đặc biệt mấy cái dàn áo đây nè, làm không phải màu trắng nữa, là màu kiểu màu ngà, nhìn nó hay lắm bạn, nhìn nó có độ sâu á, nhìn giống như nó tạo cảm giác như một cái ngà voi vậy, nhìn đã lắm. Và đặc biệt nè, hiện tại theo mình biết là từ ngày 15 tháng 8 cho đến hết tháng 8 là 31 tháng 8 là hiện tại cúp house và cúp shop đang có ưu đãi là giảm 8 triệu bạn, giảm 8 triệu dành cho anh em mà đang muốn sở hữu và sưu tầm Super Cup 50 lại Super Cup 110. Ngoài ra có tặng thêm ba ga nữa nè, ba ga chở đồ phía sau ha, các bạn có thể chở người ngồi phía sau được luôn, tại nó có một cái yên nữa, một cái yên cái đệm mút á, các bạn ngồi nó sẽ êm ái hơn, chở người được. Và sẽ có tặng thêm cái ba ga nghe yếm ở đây nè, để các bạn chở hành lý đâu ha. Và một cái giỏ đựng đồ phía trước đó bạn, đó là ba món đó là sẽ tặng miễn phí cho các bạn luôn đó. Và nó đây là một trong những cái cơ hội rất là hay để anh em sở hữu. Và đặc biệt nếu anh em mà thích sưu tầm là free ha, free ship tận nhà luôn, nghĩa là đây bạn thấy đây nè, nguyên cái khung bằng sắt này nè, lấy cho các bạn khu thùng luôn ha, tất cả những cái chi tiết đai đồ phương tiện này nè được nhập từ Nhật hết và đang được shop để nguyên một cái khung như thế này luôn, về là giao trực tiếp cho các bạn luôn, để nguyên như thế này luôn. Anh em về thích thì mình có thể dạng sưu tầm, các bạn có thể đóng mấy cái kính nắp gì để trong suốt đó để mình chiếu đèn vào mình trưng bày, hoặc là các bạn có thể tự khui mình đi hàng ngày cũng được. Ở đây màu mới đó bạn, màu xanh ha, màu xanh với lại dưới đây màu, đây mình sẽ quay cận cảnh các bạn cái màu này mình thích nhất. Đây là đây, anh em thấy không, màu này màu xanh nhớt nha, xanh nhớt nó hay lắm, ra nắng nó đẹp cực kỳ luôn các bạn, đi với cái màu trắng nè, trắng ngà, cái kiểu kem kem ngà nhìn hay lắm. Đó, bạn thấy mấy độ chất và độ hoàn thiện của xe Nhật nhìn nó hay lắm bạn, những cái chi tiết đây. Có đối với bạn mà quan tâm mấy cái dòng Super Cup nhập Nhật đó, đây là một, mình nói là một những cái thời điểm rất là hay ha, có 102 để các bạn sưu tầm sở hữu. Đây bên đây nữa các bạn. Màu vàng ha, màu vàng. Dưới đây là mình thấy màu này đẹp nhất các bạn, màu giống như màu ghi màu be. Màu be nó phối với cái trắng ngà nhìn cực kỳ sang luôn, đi với cái màu nâu nữa. Cái này cũng đang áp dụng ưu đãi luôn bạn, là 8 triệu và tặng cũng vậy luôn. Ba ga ngang đây với cái vỏ nữa, gói vào dao, nó dao nguyên cái khung này cho các bạn luôn, giống như xe mô hình tỷ lệ 1:1 các bạn. Nhìn độc thực sự luôn. Đó. Rồi chi tiết về xe các bạn cứ
liên hệ trực tiếp Cúp House hoặc Cúp Shop nha. Còn đối với mà bạn muốn xem mà theo Motor Sài Gòn khuyến nghị là bạn nên đến trực tiếp các bạn xem, thì khi mình quay qua những cái clip đây hoặc là quay qua hình ảnh, nó nhìn nó cái độ chất nó không có up phơi bằng khi mà các bạn nhìn trực tiếp đâu. Sợ tự tay nhìn trực tiếp đồ nhìn nó khác lắm các bạn. Rồi chi tiết nếu mà anh em ở miền Tây đó, các bạn cứ đến Cúp Shop nha. Cúp Shop là nó sẽ gần hơn, các bạn đi hết cao tốc các bạn đến đây có bãi xe đậu đồ nó thoải mái hơn và cũng đầy đủ hết. Cúp House, Cúp Shop đều có đầy đủ xe cho các bạn xem luôn ha. Cái cách bố trí khu vực phụ kiện đồ đầy đủ hết nha bạn, là 4382C Nguyễn Cửu Phú, quận Bình Tân. Còn đối với các bạn mà trong thành phố các quận trung tâm đó, các bạn có thể đến Cúp House 455 Hồng Bàng, đối diện Thuận Kiều đó các bạn, thì cũng rộng rãi lắm, dễ xem hơn. Rồi chi tiết về xe các bạn cứ liên hệ trực tiếp Cúp House, Cúp Shop bên dưới nha.